Hôm nay em đi chùa quay cho mọi người xem nha. Chùa Hoàng Pháp. Buổi sáng nay buổi sáng thứ bảy nha cả nhà. Buổi sáng thứ bảy giờ cũng chưa trưa rồi, có vẻ là nó nắng ít người đi. Chắc cỡ chiều á. Chiều khoảng 3-4 giờ mát người ta mới đi nhiều. Chứ giờ nắng, nắng giờ giữa trưa nắng. Nắng nên là ít người đi hơn. Cả nhà vô đây xem video chùa Hoàng Pháp anh Ngược quay cho cả nhà xem ha. Cả nhà nhớ cho anh Ngược một lượt đăng ký nha cả nhà. Anh Ngược sẽ đi quay hàng ngày về chùa cho cả nhà xem nha. Cả nhà nhớ theo dõi kênh của anh Ngược nha. Đây có các em chắc giống như học sinh á, đi vô chùa chơi đó. Có một cô quét chân sân chắc làm công quả. Ngày cô quét mấy lần cô? Hả? Ngày cô quét mấy lần? Ngày cô quét mấy lần? À, cô làm công quả không? Giống như kiểu rảnh đi vào đây quét chùa, chân chùa. Cô chịu khó chứ bộ. Chắc cô cũng rảnh chuyển nhà mới vô đây. Vậy hả? Vậy chắc là gì? Chắc là người ta cũng rảnh rỗi á. Rảnh thì mới làm được chứ. Ủa sao tôi nghe câu nói đi, cái nói đi. Có ai quay chỗ Hồng Loan không? Hồng Loan, Vũ Linh không? Có quay. À tôi nghe cái tiếng nói này biết mà. Dạ dạ. Chị ai xuống cái đó không? Không có tiếng nói nhưng mà tôi cũng cái đá đó lắm. À chị có xem trên màn không? Có. À. Trên màn cũng xem đó nhưng mà thôi. Dạ dạ. Mỗi người có một cái kênh khác nhau. Cảm ơn chị. Tôi nghe cái tiếng nói này tôi nhận ra nè. Dạ dạ, cảm ơn chị theo dõi nha. Ừ. Dạ. Tại vì em cái gì em cũng quay. Quay ở đây chủ yếu quay cảnh để cho họ xem mà. Chứ ở chùa mà. Chùa là quay cho những cái tốt cho người ta xem. Ừ. Cho những người đó thích xem cảnh chùa. Đến chùa là coi như thấy nó yên tĩnh hay kìa. Cái chùa yên tĩnh nhất thôi, bởi vậy. Đến thì cái tâm mình á, cái tâm mình nó thanh thản. Đúng không chị? Cái tâm mình á tự nhiên nhá, là bước chân vô cửa cái đất cửa chùa là thấy cái tâm mình nó không buồn phiền cỡ nào nữa, mình đi vô đây thì sao? Nó hết luôn. Mình không có nghĩ tới cái chuyện mà đời nữa. Không còn nghĩ tới cái gì nữa. Nên này em cũng đến em quay cho khán giả xem mà. Quay cảnh mới quay. Ừ. Mấy ngày lễ đông lắm. Nhưng mà chỉ có thứ bảy chủ nhật thôi chứ ngày thường thì ít hơn. Hôm qua em kia em cũng tới. Có ngày lễ nữa đâu. Ừ, ngày lễ thì không nói rồi. Ngày thường thì ít người đấy. Đúng rồi. Thì hôm nay chị cũng chịu khó qua nhà chị gần đấy không? Ở bên khác là như phải đi qua đây. Trời đất ơi. Chị chịu khó quá ha. Giờ là chị cũng theo dõi cái câu chuyện của Hồng Loan ha. Giờ tôi biết cả ông Vũ Linh luôn ấy chứ Hồng Loan làm gì. À. À. Không, mình coi để biết thôi. Coi để mình hiểu biết thôi. Đúng rồi. Trời hết rồi chứ ông Vũ Linh nó lên với mẹ luôn. Đúng rồi. Nói chung là dạng như mình coi để biết để bụng thôi. Chứ còn là xưa mấy chục năm rồi chứ ai sống ở với cậu mối cộng lãnh luôn. Em nói chị nghe này. Bà giờ nhung có chưa lấy chồng nữa. Ai nó em nói chị nghe này. Ai sống như nào trời đều biết hết. Chứ còn bây giờ mà cứ nói chứng tỏ là mình là người tử tế thì người ta nhìn thấy hết mà. Đâu phải là người ta không có mắt đâu. Con người ta cháu ngoại tổng trưng 2-3 thằng. Nhưng mà tội nghiệp với Loan đi bộ. Ba cái thằng ổng của cải đó là ổng để là ba đứa cháu ngoại thằng trai. Bởi vì thằng chồng của con Hồng Loan là phải là lễ thế, phải là cúng thờ ổng là ổng là tiên ba thằng cái trai đó đó.
Đó đó đó. Cái thằng lớn giống gặp ổng khác chỗ nào? Đúng rồi. Cái thằng kia nó không giống, thằng vua nó không có giống, nhưng mà cái thằng lớn á. Đúng rồi. Nhìn đâu. Đúng rồi. Cái dáng, cái dáng người của nó, cái mặt, cái tóc của nó giống như ổng. Mà nó dễ thương hả? Cái thằng lớn đó. Cái ngoại trai của ổng là vàng, thật lộng của ổng ở đâu nhớ vô. Vậy chứ mà. Kiểu là ổng sợ mấy cái đám nữ quậy, ổng mất cái tài tiếng của ổng, ổng ham ca mà. Đúng rồi. Ổng ham ca mà ổng nhịn nhục chứ sao. Ổng có nhịn nhục với cái bộ ổng ngu đần gì đâu, ổng không bị cái dạng người mà ổng nhìn cái đầu ổng với trán ổng ngu chỗ nào, nhưng mà ổng mấy người mà không vậy mà ngu chỗ nào. Ổng vừa đẹp mà ổng vừa hiền hậu mà. Ổng đạo đức đủ thứ đó, cả một cái đất nước Việt Nam mà tôi dám khẳng định luôn. Không có nghề xin. Ổng chết thì đầu cũng qua luôn, nhưng mà đi ổng cứ kéo đi rồi năm nay cứ làm biết vậy. Nói chung là là càng làm càng bị quật. Không, nhưng mà có những cái chuyện nó không tin, nhưng mà cũng phải tin đó chị. Phải tin 100%. Linh. Đúng rồi. Tôi nói tới vậy nè, tôi ngủ mà nó nở, tôi thấy ổng vậy nữa nè. Em thấy mấy lần? Tôi thấy rõ ràng không, tôi đứng giữa chùa không là nó đi mới ha. Ngủ. Mà tôi nói tôi thấy ổng nằm trên cái đầu dáng. Rồi. Mà cũng mặc y cái áo thun đó luôn. Cái rồi. Đầu ổng nằm cái mình thẳng băng vậy nè. Cái tôi mới lại hỏi ủa anh, ổng dài ai rồi người đấm bóp cho anh. Cái ổng nói tự đấm. Trời ơi. Ổng nói mình tự đấm. Cái tôi nói vậy thôi, đi đây em đánh cho cái tôi ở răng sau lưng ổng vậy, tôi ôm lại tôi bóp hai tay ổng xong. Cái đầu xong rồi, cái đầu bóp xong tôi ngồi qua bên về, cái ổng cũng bóp lại cái tay tôi xong rồi. Cái đầu tôi nói chơi chết cha em đi có một chuyện. Thì tôi bỏ quên cái điện thoại. Tôi đi ra, cái giếng mà nó đi ra xong rồi đi vô để mình lấy cái điện thoại. Lấy điện thoại xong rồi quanh nó ra, cái quanh nó vô cái thấy ổng đi. Ổng đi ra làm sao vậy nè, mình đi xuống. Rồi. Chỗ ổng ở là hình như là cái nhà đó là cái kiểu nhà cây á, rồi nhà tường nó nghe ở cái nhà cây mãi đằng sau đó nó có mấy cái ao cá nữa, ra tôi ra ra tôi kiếm ổng, nhìn nó thấy có mấy cái bồn nước gì đó, tôi đi ra đằng trước cũng nó để đi kiếm ổng, mà qua cái điện thoại đâu thì quay vô cái bộ dáng á, thì thấy cái điện thoại tôi nằm cái bộ dáng như là cái gì á, ổng nói là ổng tự bớt á, không ai bớt cho ổng đâu mà ông, sao mà chị ơi chị. Không phải là một mình chị chiêm bao thấy ổng đâu, mà nhiều người mà nhiều người luôn á, nhiều người thấy ổng luôn á. Bởi vì cho nên đúng là ảnh khiến sao tự nhiên người nào cũng là phải cứ phải áp đảo thành cái con quỷ kia, nó kỳ khôi từ hồi đó giờ ra mà. Dạ. Kỳ khôi từ hồi đó giờ ra mà. Công nhận á, tự nhiên nay có duyên này gặp chị khán giả của nghệ sĩ Vũ Linh. Trời ơi, đâu biết đâu, tự nhiên đi đến chùa Pháp mà cuối cùng gặp chị luôn, trời ơi, đúng thần tượng luôn. Rồi cuối cùng chị cũng biết cái kênh của em luôn. Biết chứ, coi hoài mà. Kênh của em... Nhận ra cái tiếng nói là biết rồi mà. Cảm ơn chị nhá. Nói chung em cũng ủng hộ ông Loan từ đầu mùa giờ mà. Từ khi mà bắt đầu theo dõi từ ngày mà ông... Không phải là mình ủng hộ, nhưng mà mình nói cái đúng, mình thấy cái đúng là mình nói, chứ không phải đâu lấy dụng như vậy. Con Hồng Long nó làm vậy làm sao mình ủng hộ được. Đúng rồi. Là tại vì nó là con của người ta. Đây, quay chị tí xíu con này. Con của người ta. Quay chị đâu có sao đâu. Quay chị quét chân chùa mà. Quay chị quét chân chùa là còn đẹp nữa. Để cho con, không em quay cái trên à, có khúc trên à. À, quay giống như là cảnh chùa cũng có một người vô... Có những người vô đây có cái tâm để mà làm từ thiện, để mà làm dạng như là... đúng. Trời ơi. Sao mấy bữa trước em vô không gặp chị ta? Có khi đi buổi sáng. À. Có khi đi buổi chiều, có khi đi buổi nào không gì à, chị đây là một chị thần tượng của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha. Chị thần tượng mà chị cũng ủng hộ Hồng Loan đó cả nhà. Em vô đây em quay vô tình em mày gặp với chị nói. Chị biết luôn á, chị biết rồi. Chị còn nói nằm chiêm bao thấy nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh luôn á. Trời ơi. Đúng là chị này chị cũng là thần tượng dữ luôn á. Quay cho cả nhà xem nha, cái cảnh chùa buổi sáng này ít. Trời em cũng mơ thấy lần mấy lần á. Nhưng mà em chỉ có là mơ nhìn mơ thấy cái hình hài thôi. Chứ em không có lại gần nói chuyện với ông á. À, em thì em mơ thấy. Đó, thần tượng á, thần tượng của nghệ sĩ Vũ Linh á.
chị thôi, chị quét chùa đó, giống như mình làm công quả cho nhà chùa vậy đó, thấy không? Cảm ơn chị đã tâm sự, đôi lời tâm sự nhá, cảm ơn chị rất nhiều. Và chúc chị có nhiều sức khỏe để vô trong chùa để làm những cái việc công quả tốt. Đây là những các cô các chú đi chùa để đi lễ Phật, với đến đây để thắp nhang cũng như đang cầu xin mẹ Quan Âm nhé. Đó, thấy không? Giữa trưa nắng mà các chị cũng quỳ lại cầu xin Phật bà Quan Âm nha cả nhà. Nó cũng vắng lắm. Buổi trưa thì nó vắng, nó trời nắng nó vắng. Có mấy chú chim bồ câu. Chim là chim hoang đó cả nhà. Chim bồ câu người ta chẳng như người ta thả hoang á. Nó bay này. Có hôm nó bay cả đàn luôn. Này ít thôi. Mà khi nhiều lắm. Bồ câu hoang đến sân chùa. Qua cho cả nhà xem nhé. Cả nhà thấy video em quay cho cả nhà hay thì cả nhà nhớ cho em xin một lượt đăng ký nha cả nhà. Cho em xin một lượt like và nhớ bấm theo dõi cái kênh Anh Ngờ Vlog của em nha. Cả nhà nhớ nhấn vô cái nút chuông cũng như là nhấn vô cái nút tất cả để khi Anh Ngờ phát tất cả những các video thì mọi người có thể nhận được tất cả các video Anh Ngờ gửi về nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và chúc cả nhà vạn sự may mắn.